Chào anh em, hôm nay cộng đồng IT support hướng dẫn cách xử lý sự cố khi mình cài ứng dụng Garena để chơi game trực tuyến. Đó thì cái trang garena.vn sạc PC để tải cái ứng dụng về để cài trên máy mình để chơi game trực tuyến game online á. Thì anh em truy cập cái đường link sau để xem cái video này. Video mình sẽ up lên cái trang cộng đồng IT support facebook.com sẽ cộng đồng IT support. Rồi thì cái anh em truy cập vào cái link đó thì nó sẽ hiện lên hạn như cái chữ đăng ký, thì em nhấn vào đăng ký hoặc là anh em nhấn vào theo dõi. Hiện tại cái trang của mình thì lập mới có 71 người theo dõi. Rồi sau khi đăng ký thì anh em thể nhận được những thông tin về những cái video mình xử lý sự cố up lên đây. Rồi thì mình sẽ vào đi vào vấn đề. Đó thì mình truy cập trang game mình tải về. Đó đây hiện như mình tải trong cái desktop. Năm một là nghĩa là mình tải 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 sẵn rồi. Link thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đó đây hiện tại cái file mình tải đây và cái máy này đã cài. Thì mình sẽ nói sơ qua lỗi này khi mình mở cái ứng dụng này lên. Đó thì nhận được cái thông báo là program file. Đó cái đường dẫn truy cập vào cái file file này. Đó, ứng dụng này nó bị fail không thể start bởi vì side by side incorrect á, cái mã lỗi như này. Đó thì mình không mở lên được và mình nhấn cài thì nó cũng báo lỗi như vậy. Đó, y chang như vậy. Đó thì mình sẽ kiểm tra trong cái control panel Uninstall RORAM. Đó thì mình kiểm tra trong đây thì mình cũng không tìm thấy cái Garena. Thì cái lỗi này là do chẳng hạn như mình gỡ cái Garena ra nó bị lỗi. Đồng thời mình nó gỡ chưa sạch. Thì khi mình cài sẽ nhận được thông báo lỗi đó. Hoặc là hạn như mình cài cái bản Garena cũ á, và mình cài đè cái bản Garena mới lên thì nó sẽ cũng báo lỗi. Đó thì để check in á thì anh em quay lại cái Garena này, anh em click chụp phải và vào cái biểu tượng để mở cái ứng dụng Garena này, anh em chọn vô cái mục là Open File Location để mở đến cái vị trí ấy. Vị trí cài đặt của nó. Đó thì đối với 10 thì anh em mở cũng được, nếu mà mở nó không vô thì anh em sẽ vào cái đường dẫn như sau, như bên trên đây. Như vào ổ C RORAM file 86 Garena. Đó thì anh em truy cập bằng cách này cũng được, nhấn vào ổ C này. RORAM file 86 này, rồi vô cái thư mục Garena này. Đó. Đó thì nó chạy cái file này, hạn như chạy file này báo lỗi. Đó thì kiểm tra trang đây. Đó chẳng hạn như khi nó lỗi này á thì anh em quay lại cái thư mục của RORAM 86, anh em delete cái thư mục này đi để nó xóa. Rồi hạn như trong này nó khi mình cài nó lưu những cái thông tin của cái phiên bản cũ á, khi cài đè nên thì nó báo lỗi. Đó thì anh em quay lại cái thư mục C RORAM 86 này. Rồi thư mục Garena này mình xóa đi. Nó chụp phải nó cho delete. Rồi nhấn Yes. Rồi thì anh em quay lại cái chỗ mình lưu cái file mà mình tải về cài á. Đây cái file mình tải về đây. Mình nhấn đúp vô cài nó. Đó thì nó sẽ hiện lên cái thông báo này như bình thường. Mình nhấn vô chấp nhận. Hình như cài đặt. Đó thì mình đang đợi cái chương trình nó cài đặt. Đợi chương trình cài đặt này nó cũng khá là nhanh, nó nhẹ. Đó, khi cài đặt xong nó tự mở lên cái giao diện đăng nhập cho mình. Thì mình đăng nhập cái tài khoản mình đã đăng ký. Tài khoản mật khẩu ở đây thì mình đăng nhập. Rồi mình thử đóng đi, mình mở lại. Đó, lên bình thường, đóng đi mở lại. Đó, thì nếu mà thấy nội dung hay thì anh em like, chia sẻ, đăng ký kênh hoặc là theo dõi kênh á.
thì mình sẽ cập nhật những cái video xử lý sự cố lỗi mà mình biết, mình sẽ cập nhật lên đây thường xuyên. Rồi, cảm ơn em theo dõi, chào anh em.